Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ thanh lý cho anh em một mớ kéo nè. Đó, bán combo ha. Đó, mớ này bán giá 350.000, chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship ha. Rồi, hẹn anh em là chiều mai sẽ có clip dài ha. Đó, thì do công việc thì mới soạn đồ thôi, chưa có quay clip được. Hẹn anh em là chiều mai ha. Chiều mai, chiều đi rồi sẽ có clip dài anh em. Đó, rồi, ngoại hình nha. Nè, có chữ nè. Đó, em chỉ đánh ngay cái chữ, cái nào có chữ thì em sẽ báo. Nào, đó chữ nè ha. Nào, lưỡi nè. Thì cái này cũng về anh em mình vệ sinh lại ha. Nè. Ba cây nè. Bốn cây nè, về anh em mình vệ sinh mài lại. Năm bốn cây nè. Năm cây nè. Sáu cây nè ha. Đó, kéo cắt giải nè. Rồi, combo ngày hôm nay ha, anh em có nhu cầu sử dụng hoặc là mua bán lại vậy đó thì cứ liên hệ em. 350.000 chuyển khoản đủ em bao ship luôn nha anh em. Rồi, anh em có gì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi phần tiêu đề. Rồi, hẹn anh em là chiều mai mình có clip dài ha, anh em đón xem giùm em ha, chiều mai. Rồi, em xin kết thúc clip nha anh em.